Tại Nga, bất kỳ người dân nào không tuân thủ quy định cách ly xã hội của chính phủ sẽ phải nhận án tù tối đa lên tới 7 năm. Từ hôm 30 tháng 3, thủ đô Moscow của Nga áp dụng biện pháp hạn chế đi lại cũng như phong tỏa một phần. Ngoài ra chính phủ có quyền hạn chế bán một số thiết bị y tế nhất định trong 3 tháng và ra lệnh cấm phá sản